Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của biệt đội thứ hai trong đêm nay, đó chính là biệt đội Gấu Trúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật được làm hình nền của biệt đội Gấu Trúc. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cục ba rọi Tin Tin. Xin chào, mình là Gấu Trúc. Chắc các bạn không thấy mình giống như con gấu trúc đâu đúng không? Để mình kể cho các bạn nghe. Trong rừng mới bị cháy, bây giờ cháy hết rong rồi. Nhưng mà mình bận đầu này, để mình bảo vệ hưng khởi của mình. Chưa hết đâu, còn để ngụy trang nữa. Nếu mà gặp hạ săn, mình nói hạ săn, mình vô rừng mình tắm xú nhức nóng. Let's go.
quá. Thôi, anh giỡn chút thôi, nhưng mà con ngựa tụi em kỳ lắm. Tối ngày ăn hết không vô núp rừng người ta hoài. Bữa nay thì núp rừng, ma thì thả đập, ai mà sống cho nổi. Nhưng mà anh không muốn cứu em chút nào hết trơn. Anh không muốn thương em chút nào hết trơn. Thôi nhưng mà anh nói nghe nè. Có lẽ nó hơi lớn so với cái độ tuổi của con, nhưng mà khi một cái thông điệp lớn như vậy mà được truyền tải với một cái cậu bé ngộ nghĩnh đáng yêu như thế này thì cái thông điệp đó nó không còn trở nên khô khan nữa, nó dễ thương cực kỳ và người ta sẽ tiếp nhận nó rất là dễ dàng. Và nói là con đã làm cái điều này quá hay Tin Tin à. Đây là tiết mục của Tin Tin mà chú Đại Nghĩa thích nhất từ đầu chương trình tới bây giờ khi Tin Tin xuất hiện. Tạo hình quá quá đẹp, quá ấn tượng luôn. Trời, cái mặt nó hợp vô cùng tận luôn, không thể tưởng tượng được đó. Đây vậy hôm nay nhảy nữa, trời ơi, trời, chú Huy chịu không nổi nè. Nhảy với cây cột chú Huy là ôm đầu luôn đó con. Trời ơi, cái gì mà nhảy gì mà dẻo quá, lắc mông rồi sexy đủ kiểu. Làm lại cái coi. Trời chắc không cần nói nhiều. Cho hỏi Tin Tin ơi, lúc nãy chú Nghĩa với cô Ly nói con hiểu hết không? Dạ con không hiểu chữ nào. Nè thì chú Huy sẽ nói ngắn nha. Ok thì cuối cùng cái bài của con rất tốt. Dạ. Con vui không? Dạ vui. Ok, nhảy một lần cho chú Huy thấy con vui đi. Nhạc. Trời ơi. 10 điểm cho chú Xuân Huy. 10 điểm. Cục mỡ ngon thiệt ngon này nè. Thì chú phải lấy 10 điểm để chú mua về thôi. Ba điểm chú
vào trong cái đội trưởng của mình nha. Dạ. Chúc mừng con. Ủa, mất tiền đó hết rồi. Chúng ta sẽ cùng chào đón tài năng ca hát của biệt đội Gấu Trúc, bé Kim Chi. Giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ gối mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mấy mưa dầm mày lại để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá công giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá công cầu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai.
là xúc động đúng không? Con nhớ tới ba mẹ của mình đúng không? Kim Chi có chia sẻ rằng là rất là muốn được gặp mẹ trong những ngày vừa qua nhưng mà con chưa được gặp. Và có nói với mẹ rằng là nếu như con vào đến đêm chung kết thì mẹ sẽ từ ngoài Bắc vào đây để cổ vũ cho con. Cho nên là đó cũng là nỗ lực của bạn Kim Chi khi phải vượt qua từng vòng để có thể được gặp mẹ trong đêm chung kết. Cảm ơn con nha. Cô rất là ngạc nhiên đối với con, tại vì con là một cô bé người Bắc. Nhưng hầu như những bài con chọn hát là toàn là những bài rặt dân ca Nam Bộ. Đối với cô thì hôm nay Kim Chi là cô cảm thấy cô rất là vui đối với con, là con có một cái sự tiến bộ rất là nhiều. Cảm nhận rằng bài hát này con hát có cái độ tình cảm và hay nhất từ vòng đầu tiên tới bây giờ. Em cảm ơn cô Ly ạ. Chú Huy rất khác với cái suy nghĩ của cô Ly. Chú Huy không thích lắm. Đây là vòng bán kết rồi. Và chú Huy muốn một cái gì hay hơn, một cái bài hay hơn. Đối với hôm nay chú Huy hơi tiếc về cái bài này. Tại vì chú Huy mong chờ một cái gì đó nó mới lạ, nó thay đổi nhiều hơn nữa. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Kim Chi nha. Đầu tiên là số điểm từ chú John Huy Trần. 9 điểm. Xin mời cô Cẩm Ly. Cô. Xin mời chú Đại Nghĩa. 9,5. 3 điểm trung bình của bạn Kim Chi. 9,3 điểm. Chúc mừng con. Giờ cái bài trong cái điểm của mình ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục nhảy múa của biệt đội Gấu Trúc. Hãy cùng chào đón cặp đôi nhảy múa Minh Quân và Thanh Ngân. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time. Bài này khó, đúng là khó, nhưng mà quan trọng hơn là tụi con làm được và tụi con làm tốt, rất là tốt. Cái bài này nó không phải chỉ khó về mấy cái bưng bê hay mấy cái động tác hip hop mà mấy cái động tác Latin, nhưng mà ba cái thể loại đó rất là khó mà làm chung với nhau để cho thể hiện một cái bài liên tục. Nó không có một cái nhịp tụi con được nghỉ trong cái bài này. Và lúc mình đá qua cái ghế
Sau đó Thanh Ngân còn lên cái vai xong lộn xuống. Và cái đó nó rất là hay vì cái khách tụi con làm cái đó nó mượt, nó có cái sự bất ngờ. Và sau nó có cái bung bê trong swing dancing lúc mình ở đây đúng không? Và quăng qua, xoay qua, lúc đó cô Ly hết hồn nguy luôn đó. Nguy hiểm quá, trời ơi, cô thoát tim luôn á. Và mấy cái đó là mấy cái tốt là chú Huy đang mong chờ trong một cái vòng bán kết như vậy. Và khi cái hai con kết hợp với nhau chú, wow, quá đã. Quân giống như là lột xác, đặc biệt là khi con bỏ cái mắt kiến ra, con bung cái nút áo ra, hai đứa nhảy máu lửa. Và chú nghĩ rằng với một cái đêm bán kết thì cái tiết mục này nó hoàn toàn hợp lý. Nhưng chú lại lo, nếu như các con được đi tiếp vào vòng trong thì đêm chung kết các con phải làm cái gì đây? Còn chiêu trò gì nữa các con chưa bày ra cho mọi người? Nó phải hơn cái ngày hôm bán kết, hiểu không? Đây là một cái thành công của con ngày hôm nay, nhưng sẽ là một cái áp lực nếu như con được đi tiếp vào vòng chung kết. Chúc mừng hai con ngày hôm nay nha. Và bây giờ sẽ là điểm số của ban giám khảo dành cho Minh Quân và Thanh Ngân. Số điểm từ cô Cẩm Ly. Cô thấy cặp đôi này nó đẹp vô cùng. 10 điểm từ cô Cẩm Ly. Còn ai chưa cho điểm? Cho điểm đi. Thôi thì bây giờ tôi cho đây. Tôi cho điểm đi. Đầu chương trình đến giờ đó, chú thấy rằng chú cho điểm 10 cũng khá nhiều. Chú sợ người ta nói chú giống như hoa hậu thân thiện vậy đó. Cho dù bây giờ khán giả nói là chú hoa hậu thân thiện cũng được, chú phải cho đúng như những gì chú cảm nhận. Đó là 10 điểm của chú Đại Nghĩa. Và điểm trung bình của cặp đôi Minh Phương và Thanh Ngân là 10 điểm. Xuất sắc mọi người, chạy vào trong khoe với đội trưởng của mình lên. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm tổng của biệt đội Gấu Trúc ngày hôm nay, 29,3 điểm, đó là điểm tổng của biệt đội Gấu Trúc. Xin được chúc mừng biệt đội Gấu Trúc. Ngày hôm nay Gấu Trúc cũng đã rất là xuất sắc khi đem đến những tiết mục như vậy cho biệt đội của mình. Và quý vị khán giả có thể ủng hộ tinh thần cho Gấu Trúc bằng cách là chúng ta sẽ soạn tin nhắn với cú pháp NHTH khoảng trắng GT là cách thức viết tắt của biệt đội Gấu Trúc và gửi về tổng đài 7339.